Trời ơi, nó bao, nó ăn luôn rồi mọi người. Trời ơi. Dính, dính, dính vậy nè mọi người. Đó, con này to, con này to lắm mọi người. Đây, đây. Con này có. Rồi. Đó, ăn rồi đó mọi người. Đó, đó. Dính, dính, dính vô nè mọi người. Quy chào mọi người nha. Hôm nay Quy tiếp tục Quy đi nhấp cá rô đồng ở Đồng Tháp nha mọi người ha. Thì cái con kênh của Quy nhấp nó nằm sau lưng Quy ở đây nè mọi người ha. Đó, nó cứ chạy dài từ đây vô trong kia, Quy cứ đi nhấp dài dài ha. Còn đằng sau lưng Quy nữa là cái trại người ta nuôi ếch đằng sau lưng kìa mọi người. Đó, mọi người thấy không? Người ta nuôi ếch đó thì cá rô nó sẽ tụ ở đây rất là nhiều nha mọi người ha. Giờ bây giờ Quy đi nhấp ha. Có cá Quy quay cho mọi người coi nha. Hôm nay đi nhấp cá rô thì Quy xài cái lưỡi này ha. Lưỡi này của anh Bình anh làm nè. Anh làm lưỡi anh bán á. Nên hôm nay Quy nhấp thì xài cái lưỡi này của anh Bình làm. Rồi. Rồi, Quy móc con dế rồi. Giờ đi xuống nhấp thử cái lỗ dưới này nha mọi người. Đây. Đây nè mọi người. Nhấp đây đi. Dính, dính, dính vô nè mọi người. Trời, con này bự quá mọi người. Này rô mề luôn. Ngon lành quá, để Quy gãi con máy lại. Đây, quay cho mọi người coi. Ôi, con cá nè mọi người. Con cá ghê không? Bàn tay có. Rồi, ok mọi người ha. Cá bự ghê. Rồi, tháo ra cái đi. Bên một ú cứng lắm. Ăn luôn rồi mọi người. Đó 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 đó. Dính 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 con này. Ngon quá mọi người. Cá mày đẹp. Rồi, đây Quy đưa cho mọi người coi sửa cái chân máy lại một cái. Rồi, cá to ghê. Nhập mấy cái bỏ xuống nó quất luôn. Ây da. Rồi rồi. Đây mọi người, cá đã ghê mọi người, bự ghê. Rồi Quy tháo ra cái nha. Dính, dính, dính vậy nè mọi người. Đó, con này to lắm mọi người. Đây, đây, đây. Con này cỡ bàn tay có. Rồi, Quy dài cái chân máy bạn cái. Đây. Đây, 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 đây nè mọi người. Đây. Ok nè mọi người ha. Nó xúc ra. Nè. Cá bự ghê. Thấy không? Bàn tay có. Ngon quá mọi người. Rồi, ông Quy tháo, Quy đem, Quy bỏ, Quy động thùng cái rồi Quy câu tiếp nha.
dính, con này lớn mọi người. Trời ơi, xảy rồi. Trời ơi, nó bao, nó ăn luôn rồi mọi người. Trời ơi. Trời đã ghê mọi người, nó bao rồi, nó ăn luôn. Đây, 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 lem vô. Ok. Cá ngon quá mọi người ơi. Giống 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 trên mặt nước mà nó bao rồi, nó ăn luôn. Rồi, ok không mọi người ha. Đã quá trời đã, cá mập ú ù. Rồi, quý tháo ra nha. Nó ăn nữa mọi người. Dính. Đây, đây, đây. Để quý đem vô cái dưới dữ lắm mọi người ơi. Nó chui dưới cái ra cái lùm này nè. Đó. Ok ha mọi người ha. Đây. Rồi, ok, ngon quá. Rồi, tháo ra nha. Chín. Đây em gài cái chân máy là cái hư cầm bằng tay câu bằng tay cầm bằng tay đây ngon quá mọi người. Ok ha mọi người ha, cá cũng một bấu cũng bạn đài có rồi, đẹp ghê. Rồi tháo ra nha. Bỏ đây nhấp thử cái đây coi mọi người. Đây nè. Nó ăn đây nè mọi người. Đây nè. Ok. Ngon quá mọi người. Rồi. Đây, con này cũng được rồi mọi người, không có bự. À, ok, đi tháo ra nha. Rút, rút hả mày? Rút hả mày? Trời ơi, xảy nữa rồi. Ăn luôn mọi người. Dính. Rồi, ngon rồi. Rồi. Ok ha mọi người ha. Cá được ghê. Rồi, không bị tháo ra cái. Thank you.
gốc. Dính dính dính. Cá mập thú rồi mọi người. Nè. Lại cái máy rồi, cá đưa đưa cho mình coi nha. Dướng dữ quá. Chui vào trong mấy cái bụi mà. Nè. Ngon lành ghê mọi người. Mọi người tháo ra nha. Trời trời trời. Trời, tao bao rồi nó táp luôn rồi mọi người thấy không? Giờ dướng luôn rồi. Sướng dế quy móc xuống rồi.